Xin chào tất cả các bạn. Tuấn Anh. Hiện tại bây giờ anh em mình đang có mặt ở một nhà tù của Nhật Bản. Thì hiện tại cái nhà tù bây giờ nó không hoạt động nữa rồi. Chỉ để lưu giữ lại những kỷ vật với lại để cho khách vào tham quan thôi. Chứ giờ không để dùng để nhốt tù nhân nữa. Thì hôm nay anh em mình sẽ đi quay cho các bạn xem về những gian phòng giam và những hình họ làm để tượng trưng cho những tù nhân ngồi đấy, thì những hoạt động sinh hoạt trong tù như thế nào nhé. Suối kìa. Vé vào cửa 1C đấy các bạn. Khá là đắt. Wow, rộng chưa? Sử dụng ngồi nhiều không nữa. Đây các bạn này. Đây, họ làm mô tả lại bữa cơm tù nhân Nhật. Cơm canh. Cơm miso. Với lại củ cải muối. Thật sự là nó chỉ là mô phỏng thôi, nhưng mà giờ không dùng nữa, nhưng cảm giác mình đi vào đây mình thấy rất là sợ. Có một cái gì đó rất là kinh. Theo như mình nghĩ thì nhà tù này có vẻ khá là mát mẻ các bạn. Nhà tù của Nhật có vẻ sướng. Buồn hư thụy. Đây các bạn nhé. Mặc tên Vũ Tuấn An. Tử tù. Sao nó không mèo, sao cái gì? Trong mặt nó phải là vườn cục quốc. Anh em mình nhìn thấy cái này hay này. Theo anh em mình suy nghĩ ở đây chắc là họ mô phỏng lại nhiều cảnh những người muốn vượt ngục các bạn. Muốn vượt ngục cái chéo đấy xong là đi qua cái kính kia, chui qua cửa kính trên kia là trốn này. Đúng thật, trốn đấy. Thiết kế của nhà tù khá là ok. Đứng đầu có thể nhìn xuyên dọc một phát xuống, không có một cái gì cản trở mắt này. Muốn trốn cũng khá là khó. Chẳng có mày nấp vào góc khuất kìa. Không có góc khuất. Một đường thẳng dọc thế này, các cửa này không có trốn ra được. Từ khi nào mày trèo lên không phải nấp ở trên. Nấp trên này không được, nấp ở trên này á. Ánh điện hay ánh sáng chiếu vào bóng bên dưới đấy. Không thể nào chạy đâu được. Toàn tiếng Nhật quá, không hiểu gì hết luôn. Đây là phòng tắm. Đây là hình minh họa công an. Và anh em vào xem phòng tắm của tù nhân Nhật như thế nào. Hoàng Thái nhìn xong chỗ đây người. Ở đây toàn người giả thôi nhưng cảm giác vẫn thấy sợ sợ. すごいですね。Chứ theo như người Nhật nói thì mình hiểu sơ sơ là những tù nhân này vào đây là cũng gọi như là tử tù. Anh em mình tiếp tục đi vào căn nhà này nhé các bạn nhé. Không biết có được vào không nhé. Mỗi một khu nó đều có một cái máy đóng dấu này. Thế mình đang lấy một cái dấu ở đây để làm kỷ niệm. Mình thử làm một lần. Cái này mua giấy mình tạo vé. Các bạn này. Hình các phạm nhân đang làm việc. Cái này rất là thú vị này. Các bạn mất 300 yên cho vào thì các bạn sẽ được chụp ảnh. Chụp ở đâu ấy?
Chắc là cho tiền vào tự động. Không, chụp tự động nhưng mà chỗ nào ấy. Đây, xong rồi các bạn có ảnh ra ngoài này thì chụp ảnh dạng như kiểu chụp ảnh tù các bạn. Đây, bạn này rất thú vị này. Chụp đâu cực kỳ đáng yêu. Trong này còn có cả khung xem phim luôn này. Đây là những cổ vật, bình đựng cơm, bình tông đựng nước. Các bạn nhìn nó giống kiểu quân đội Việt Nam ngày xưa. Cả những cái đồ này là đồ ngày xưa dùng hết rồi các bạn. Còn giữ lại làm kỷ niệm rồi đồ. Lưu giữ là di tích. Thế này chắc là xích vào ông treo rồi phải chạy cọc. Bên ngoài trời đang là đấy, các tử tù, các tù nhân này đang làm việc. Vòi nước rất là tiện lợi. Hôm nay nắng quá các bạn. Anh em mình đang ngồi nhìn nắng dưới gốc cây. Thì đây nhá, mình giới thiệu các bạn, đây là bản đồ. Bản đồ là mô hình của cái nhà tù này, như này. Các bạn nhìn hay không? Nó chia thành 5 nhánh đi. Đây là những nhà giam tù nhân. Nhưng mà mình không biết chữ Hán thì mình chịu chết. Cho nên đâu có chữ ghi onsen đây nhỉ? Ừ, còn đây là vé vào các bạn. 970 yên một vé, khá là đắt. Tính ra khoảng tầm 200.000 Việt Nam, 200.000 Việt Nam. Có hình như mình chốt nhà tắm onsen của khu cái khu hốc cái đồi đa số là núi đồi nhiều các bạn. Cây cối rất là không khí rất trong lành, hoa rất đẹp. Không thấy nhiều cái gọi là máy da giống, những cái mô hình như tra tấn đó, kiểu ấy, nó biết da giống nhà tù. Đây toàn ba cái đồ nông nghiệp. Đây này, rèn đây này. Ồ, như thật luôn, còn có tiếng kìa. Hòa nó gì? Hòa trong này. Đấy, thổi lên lửa lên này. Đâu cũng có cảnh sát đứng canh. Canh. Còn anh vào ngồi ghè đi. Đây chỗ họ nghỉ trưa nhé các bạn nhé. Làm việc xong nghỉ trưa đây. Nhìn giống như ở trong lính. Còn còng 18 của anh. Mua cái về còng chơi. Còng cho anh. Cho anh chơi. Áo đồng. Hai mũi làm cái đâu. Em kỷ niệm. 650 yên. Quá dao kiếm này. Ô kiếm này còn có bao nữa này. Cái này mang về treo móc quá hay. Rồng kiểu. Kiếm này. Katana. Tiền.
Ê, quá nhiều số 0 thôi. Buồn. Ăn sừng hươu. Hàng nóng. Ôi, con này về đeo làm quả 3-4 cây bạc nữa đeo thôi rồi. Trời ơi. Nó đồ nguyên liệu bằng gỗ rồi. Gấu. Mọi người đã ra hết xe rồi các bạn. Bây giờ anh em mình xin dừng video tại đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.